Một giờ sáng ngày 5 tháng 11, trực tiếp giám sát công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ông Ngô Văn Đình Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết đã huy động hơn 40 nhân viên y tế tham gia việc lấy mẫu xét nghiệm. Các biện pháp y tế được thực hiện ngay sau khi lực lượng chức năng xác định 2 ca mắc mới COVID-19 là tiểu thương buôn bán tại cảng cá Thọ Quang. Công tác lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện khẩn trương. Tất cả người ra vào cảng cá Thọ Quang từ 21 giờ ngày 4 tháng 11 đến 5 giờ ngày 5 tháng 11 đều phải được xét nghiệm. Dự kiến hơn 3.000 mẫu xét nghiệm sẽ được lấy và cho kết quả vào tối 5 tháng 11. Ông Hoài cho biết, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng có khả năng trở lại vì nguồn lây từ tiểu thương các quận huyện cũng như các tỉnh thành khác đến buôn bán đã mang mầm bệnh vào khu vực. Lực lượng y tế phải thần tốc xét nghiệm trong đêm, khoanh vùng để phát hiện ca bệnh trong cộng đồng sớm nhất. Dù xét nghiệm COVID-19 diện rộng nhưng công tác phong tỏa sẽ được thực hiện linh hoạt theo khu vực hẹp để đảm bảo đời sống người dân không bị xáo trộn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà cho hay sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 là tiểu thương tại cảng cá, chính quyền quận Sơn Trà đã khẩn trương chỉ đạo trích xuất camera truy vết. Sau 2 ngày trích xuất camera, phát hiện bệnh nhân có đến cảng cá để buôn bán vào đêm 1 tháng 11. Khi nhận được tin người nhà có người dương tính COVID-19, các bệnh nhân dần buôn bán không đến cảng cá nữa. Trước đó, tối 4 tháng 11, trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục truy vết nhanh, chính xác, tổ chức phong tỏa khu vực có nguy cơ và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan đến các ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Tình hình những ngày gần đây, số ca dương tính, đặc biệt số ca dương tính trong cộng đồng rất lớn, nguy cơ tiềm ẩn. Chúng ta luôn luôn cảnh giác, tinh thần chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Tính từ 13 giờ ngày 3 tháng 11 đến 13 giờ ngày 4 tháng 11, Đà Nẵng ghi nhận 13 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca đã cách ly tập trung tại cơ sở y tế, 8 ca cách ly tại nhà, 3 ca chưa cách ly. Tính từ ngày 10 tháng 7 đến nay, thành phố ghi nhận 4.745 ca mắc COVID-19.